Hello, chào cả nhà nhá. Trời sáng rồi. Trời sáng rồi, em giờ đi lên cáp đây. Rồi chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm tối hôm qua em ngủ khách sạn ngàn sao đây. Giờ cũng sáng rồi, hơi mệt. Nhưng mà em thì lại đi mướn cái vọng đêm 50.000. Nằm ngủ nó ấm hơn, đây là chỗ nó khuất hơn, nó không có, cũng không có lạnh cho lắm. Nên sáng sớm thì trời đẹp quá, em đi lên trên cáp đây, đi lên trên đỉnh núi nha. Chúc cả nhà là năm mới phát tài phát lộc, mạnh hơn năm cũ nha, thật nhiều sức khỏe. Đây buổi sáng, cảnh buổi sáng rất là đẹp cho người ở trong cái núi Bà Đen này, cũng rất chi là đông. Họ bây giờ họ tập trung, họ đi lên cáp hết rồi. Em đang đi mua vé. Vé nhỏ thì 250, mà lớn thì 350. Thì lên trên kia là không có bán xuống, nên là họ bán ở dưới này luôn. Mình buộc mình phải đi 2 chiều luôn, chứ không phải đi 1 chiều được.